Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng bãi Mỹ để giới thiệu anh em. Lần này mình giới thiệu với anh em về một cái quả búa 2,2 kg cực chắc, phải nói là rất chất lượng, đến từ hãng DeWalt của Mỹ, một thương hiệu rất là lớn. Nói đến hãng DeWalt thì anh em cũng chỉ cần nghe nói tên anh em đã biết cái thương hiệu này rồi. Thương hiệu này rất là lớn, nhưng sản xuất máy công cụ, máy pin hay tất cả cái hàng về công cụ thì cái thương hiệu DeWalt nó khá nổi tiếng rồi. Tổng thể thì mình sẽ giới thiệu cụ thể cái quả búa 2,2 kg chuyên để anh em dùng đóng cốt đập phá bê tông này. Cái mẫu này á, nó là một cái thiết kế khá là đặc biệt đến từ hãng DeWalt. Cây búa tạ 2,2 kg này nó dài 35 phân. Thiết kế cái quả búa, đầu búa nó dài là 13 phân, và cái đường kính đầu búa là 5 phân. Thiết kế phải nói là rất ấn tượng và mạnh mẽ, chắc. Nó cũng cùng một phiên bản búa tạ, nhưng mà DeWalt nó biến ra rất là nhiều cái mẫu búa khác nhau, đa dạng từ thiết kế tới góc cạnh. Nói tới anh DeWalt thì anh làm đa dạng, nó nhiều cái mẫu lạ độc lắm. Riêng cái mẫu này nó có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời, đó là thiết kế cán sợi carbon chống tê tay, tê rằn tay đó nè. Có nghĩa là nó dùng để làm gì, cán này dòng cán rỗng, lõi ở trên là lõi sợi thủy tinh, nhưng mà nó được gia cố là lớp carbon để anh em ta quá trình anh em ta đóng nó tản lực ra. Cái dòng cán này nó lợi hại lắm, cứng lắm chứ không có hay là dễ dàng đâu. Anh em đóng phá trong quá trình nó đóng nó dội lực lại đó, thì cái cán này nó tản lực, nó giúp anh em ta không có bị tê rần tay đó. Một cái thiết kế rất là hay đó. Cái mẫu này mình đánh giá là nó lạ và nó độc. Còn về nói về cái quả búa, cái đầu búa của thằng DeWalt thì anh em xem kỹ, hai thiết kế là dòng hai đầu tròn, được nó đúc ra nguyên khối, hai đầu tròn lục lăng anh em, nhìn đẹp lắm. Cái quả búa nhìn nó chất lượng, nó đẹp lắm. Rồi, nó dọc ra góc cạnh rồi anh em xem kỹ, cái quả búa phải nói là nó đẹp ngầu, không có gì để chê gì cái hàng DeWalt nó làm. 2,2 kg chuyên dụng cho anh em làm gara, đóng cốt ô tô, hoặc sử dụng để đập phá bê tông, đóng cốt xe máy, xe tải gì cũng được. Nói chung cái quả này là dành cho anh em chuyên nghiệp rồi đó. Tay cầm của nó rất là chắc chắn, cán búa to khỏe, giúp anh em không bị tê rần tay trong quá trình đóng mạnh. Thiết kế đẹp, chắc, ngầu. Thì mình bán cái quả búa 2,2 kg đến từ hãng DeWalt của Mỹ này với giá là 400.000 chi phí vận chuyển một cây. Hàng chuẩn xịn, đúng thương hiệu, chất lượng bao xài. Nó còn cái quả đầu búa này thì mình bao anh em mà đóng tè nó, thiệt sự mà nói mình bán cái hàng DeWalt cũng nhiều rồi. Chất lượng của thằng này nó bảo chứng. Anh em đóng cỡ gì đóng không dễ gì tè được cái đầu búa này đâu, cứng lắm, búa Nhật chịu không nổi với nó đâu. Anh em thì cứ hay xài đồ Nhật bãi nhiều thì cứ trọng bên Nhật, chứ thực ra mình thấy hàng Mỹ nó làm chất lượng hơn của Nhật nhiều, đa năng hơn nhiều, và lại là sử dụng nó cũng đã hơn chứ không phải là thua kém gì một phần của anh Nhật đâu. Anh Nhật anh làm nhiều khi anh cổ điển quá, một màu không à, anh không có chịu biến tướng nhiều. Mỹ thì chơi đa năng hơn. Rồi, anh em nào quan tâm cái mẫu búa 2,2 kg của hãng DeWalt Mỹ này thì liên hệ mình. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.